Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Hòn Đất. Tính đến ngày 14 tháng 9 năm 2021, tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện Hòn Đất là 200 ca. Qua truy vết nguồn lây, các F0 chủ yếu về từ thành phố Rạch Giá, từ tỉnh An Giang và huyện Kiên Lương đến, lây lan ra cộng đồng. Bên cạnh đó là các bệnh nhân xuất viện từ bệnh viện đa khoa tỉnh, một số ca phát hiện do người dân tự đi xét nghiệm dịch vụ. Ngoài ra, lực lượng tham gia phòng chống dịch trên địa bàn cũng đã có trường hợp bị lây nhiễm. Từ ngày 19 tháng 7 đến nay, huyện Hòn Đất đã quyết liệt đẩy mạnh triển khai nghiêm túc các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Số lượng người dân di chuyển trên đường trong giai đoạn giãn cách xã hội đã giảm rõ rệt. Các cơ quan ban ngành cấp huyện, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn đã thực hiện nghiêm việc bố trí, sắp xếp cán bộ công chức làm việc tại nhà và trực xử lý công việc tại cơ quan theo đúng sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua 3 đợt xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 13 tháng 9, huyện Hòn Đất đã tiến hành lấy 10.684 mẫu gộp cho hơn 106.800 người dân. Đồng thời, huyện đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 được 4 đợt với gần 19.400 liều, trong đó có hơn 14.550 người được tiêm mũi 1, đạt 9,28% dân số, và có hơn 4.800 người được tiêm mũi 2, đạt 3,08% dân số. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, đánh giá cao hệ thống chính trị huyện Hòn Đất thời gian qua đã có nhiều quyết tâm, tăng cường trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Qua đó đã chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt, có phân công, phân quyền đến tận cơ sở, đã quán triệt triển khai tốt các chủ trương của Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo tỉnh, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh. Đối với Hòn Đất, các đồng chí xây dựng được một cái bản đồ an sinh xã hội rất tốt. Thì cũng đề nghị là các đồng chí tiếp tục phát huy cái này để làm sao là chúng ta kịp thời theo dõi các người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trong cái công tác phòng chống dịch mà đang trong cái điều kiện giãn cách xã hội, thì làm sao cố gắng chăm sóc sức khỏe, lo đảm bảo cho cuộc sống nhân dân trước mắt và lâu dài, để mọi người dân yên tâm và thực hiện tốt cái chỉ thị của mình trong công tác giãn cách xã hội. Đây là một cái điều quyết định đó các anh chị. Nếu lo cho dân tốt thì chắc chắn dân sẽ hạn chế ra lại đi lại trên đường. Đề nghị các anh chị phát huy tiếp cái này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành đề nghị huyện Hòn Đất cần cố gắng huy động lực lượng phòng chống dịch COVID-19 theo nguyên tắc 4 tại chỗ, đảm bảo lực lượng nòng cốt cho hoạt động của các chốt kiểm soát, các đội truy vết, thu dung xét nghiệm. Đồng thời, huyện cần chuẩn bị tốt cho việc xét nghiệm toàn dân. Đây là biện pháp then chốt có ý nghĩa quyết định trong công tác phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Muốn làm được cái này thì chúng ta phải thực hiện nghiêm cái giãn cách xã hội cho nó tốt, phải quản lý cho chặt, đảm bảo đúng quy trình, quy định, rồi tuyên truyền cho mọi người dân chấp hành tốt cái điều không cần thiết ra được. Chỗ này quan trọng lắm. Thứ hai nữa là chúng ta phải tăng cường hơn nữa trong cái theo dõi, phát hiện sớm các cái nguồn lây. Rồi là chúng ta phải nhanh chóng truy vết. Lực lượng nòng cốt ở đây là lực lượng công an, là các đồng chí là nòng cốt, phối hợp với y tế, với chuyên môn để các đồng chí thần tốc nhanh cái việc truy vết này. Nếu chúng ta truy vết càng sớm càng nhanh thì chúng ta sẽ thu dung được các cái ca bệnh, đồng thời là chúng ta phong tỏa kịp thời để chúng ta siết chặt quản lý. Về công tác điều trị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với huyện Hòn Đất khẩn trương xây dựng khu điều trị F0 không triệu chứng tại Trung tâm Y tế huyện với quy mô 100 giường. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành đề nghị ngành y tế phải chăm sóc sức khỏe, điều trị cho người bệnh ngay từ ban đầu khi đang ở tầng điều trị 1 và tầng 2, hạn chế tối đa các ca bệnh diễn biến nặng phải chuyển lên tầng 3 và tầng 4, tiến hành sàng lọc phân loại ca bệnh theo từng đối tượng, nhất là các trường hợp có bệnh nền để tổ chức điều trị cho khoa học nhằm giảm tỷ lệ tử vong.